chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai giám khảo xuyên suốt của chương trình vô cùng quen thuộc, đó chính là nghệ sĩ Trấn Thành và ca sĩ Võ Hà Trâm. Trời ơi, hôm nay điều gì đã xảy ra với anh em chúng ta vậy? Hồn quê nó tràn về. Chúng tôi cảm thấy hơn ai hết, và hơn lúc nào hết, ngay bây giờ chúng tôi đang quặn người với hồn quê, với những bộ trang phục gọi là quốc phục đẹp nhất. Thưa quý vị, đó là tà áo dài của Việt Nam. Bye bye trong gió. Trời ơi, bữa nay hai con em tôi nó đẹp quá. Đẹp. Đề nghị ban tổ chức cho một nét nhạc guitar đi biểu diễn thời trang áo dài. Xin mời. Chào quý vị và các bạn thân mến, hôm phân trình diễn thời trang áo dài Võ Hà Trâm và Sam. Các bạn đang chiêm ngưỡng hai bộ trang phục lộng lẫy. Vâng, hãy đi một vòng và dừng lại. Cảm ơn hai em. Stop. 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 Tắt nhạc. Tắt nhạc có hiểu. Bấm nhạc không có biết tiếng Anh. Thưa quý vị, những gì tôi muốn nói ngay bây giờ đó là cảm ơn hai cô lao công đã lau sạch cái phim trường. Dạ, từ nãy giờ hai cô đi vòng tròn. Lau sạch phim trường, xin cảm ơn hai cô lao công. Trời ơi, cái giò có chút xíu bận cái đầm cho dài vô, rồi đi phết lên phết xuống. Áo dài của Sam dài hơn em luôn á. Không, mà bữa nay quý vị thấy hai anh em của em đẹp không? Đẹp. Quá đẹp luôn. Và giám khảo khách mời sẽ đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay, đó chính là nghệ sĩ Thoại Mỹ. Trời ơi, hồi nãy Mỹ không ra sớm, Mỹ ra sớm là chặt chết hai em rồi. Tại vì không có kêu tên cho nên không có dám ra, sợ bị đứa vô. Trời ơi, đây mới là duyên dáng Việt Nam nè. Thiệt á, bên Mỹ đẹp quá, Mỹ ơi. Cảm ơn thằng. Trời ơi, chị Mỹ ơi, em luôn tim đập loạn với những cái đồ gì mà có hộp đó chị. Trời ơi, dạ. Sao chị bóc bỏ anh luôn? Lấy gì chị bóc bỏ của em đi chị. Con này nó mê hộp chị. Dạ. Bữa nào anh sẽ... thiết kế cho em riêng nha, kêu nhà dạ. thiết kế cho em riêng một bộ áo dài hạt ốc chó. Nó mê hộp lắm. Dạ. Chị đừng lấy làm lạ, khách mời nào đến với chương trình này, ngay cả em cũng vậy, mà mặc đồ mà trên người mà có hộp cái là bả me liền. Vậy đó hả? Dạ, xin liền. Trời ơi, nổi tiếng gì vậy hả Trâm? Mà chưa ai cho chị. Không không, bữa nay chị sẽ cho em. Không, bữa nay chị sẽ cho Trâm nha. Vậy hả chị? Chị hứa. Đón xem tập 4 Hát Mãi Ước Mơ phát sóng vào lúc 20:30 ngày 9 tháng 8 năm 2019 trên kênh HTV7.